Rồi nhà vườn bonsai Kim Sơn thân chào cả nhà mình luôn nha. Chúc cả nhà mình xem tin vui vẻ luôn. Rồi thân mời nhà mình ghé xem tham khảo giao lưu một cây cẩm thị VIP nha cả nhà. Lũ vách âm thân VIP luôn. Đó. Cây này nè. Vàng lũ nè. Lũ nè. Lũ đây cả nhà, lũ nè. Mót đầu luôn. Đó. Gấu đen. Gấu đen cả nhà. Cẩm thị hay còn gọi là kim cương đen. Nhưng cây này thì nó khá là già. Cây này có mã số là 42. Tổng hoành, hoành mà xét gốc nha, xét cái bầu ươm á là 163. Cái hoành cái cổ đây nè. Cái cổ ở chỗ đây nè, hoành là 68 nha cả nhà. Cây có chiều cao là 47, tính từ mặt bầu này lên trên cái ngọn đây nè là 47. Bầu ươm hiện tại là 80 nhân cho 45. Cây này nhà vườn em xin giao lưu là 5,5 triệu bao ship nha cả nhà. 5,5 triệu bao ship. 5,5 triệu bao ship. Cây khá là VIP luôn. Lũ nè. Lũ rất là mê luôn cả nhà ơi. Cây này hàng còn sót lại nha. Nói chung cây này đã thùng lâu rồi. Nhà vườn cũng mới rút chậu về, mới sưu tầm về nha. Nhà mình xem tham khảo luôn, nếu ông lý thì ủng hộ nhà vườn luôn nha. Số điện thoại của nhà vườn 0911470409 luôn nha. Nhà mình xem tham khảo luôn. Này, mặt lưng sâu nè. Có dính đá luôn đó nha. Này, có ngậm một cục đá ở đây luôn. Cây này đã sống khỏe lâu rồi cả nhà nha. ₹5,5 triệu bao ship cho cây cẩm thị này luôn. Lũ này, lũ rất là mê luôn cả nhà. Giống như con gấu nam cực luôn cả nhà. Gấu bắc cực thì nó màu trắng rồi. Gấu nam cực chắc nó cũng lai lai màu đen. Rồi nhà mình xem tham khảo luôn, nếu ông ý thì ủng hộ nhà vườn luôn nha.